Bài giảng hôm nay có tựa đề Ngôi nhà thông minh. Công nghệ sẽ mang lại sự tiện nghi trong ngôi nhà như thế nào? Ngôi nhà thông minh là gì và có đặc điểm như thế nào? Vậy ngôi nhà thông minh có những tiện lợi, đó là khóa và mở cửa tự động, kiểm soát hệ thống đèn, điều hòa, nóng lạnh, thiết bị điện từ mọi nơi, tiết kiệm tiền từ hóa đơn tiền điện hàng tháng, kiểm soát, giám sát hệ thống an ninh, tạo ra môi trường sống thoải mái, trong sạch, ý nghĩa hơn, giao tiếp bằng giọng nói với thiết bị, giúp giữ mối liên kết với gia đình, tận hưởng cuộc sống có đẳng cấp và sang chảnh và tinh tế. Đó là những lợi ích của ngôi nhà thông minh. Vào năm 1898, Nikola Tesla đã điều khiển mô hình thu nhỏ của một chiếc thuyền bằng điều khiển từ xa, và sáng chế này của ông là khởi đầu cho thiết bị điều khiển từ xa sau này. Vậy ngôi nhà thông minh là gì? Ngôi nhà thông minh là ngôi nhà được trang bị hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho các thiết bị trong gia đình, nhờ đó giúp cuộc sống trở nên tiện nghi hơn, đảm bảo an ninh, an toàn, tiết kiệm năng lượng. Nhà trong ngôi nhà thông minh thường lắp các thiết bị và hệ thống điều khiển tự động, bán tự động như nhóm hệ thống an ninh an toàn, điều khiển camera, giám sát, khóa cửa, báo cháy, nhóm hệ thống chiếu sáng, điều khiển thiết bị chiếu sáng trong nhà, rèm cửa, nhóm hệ thống kiểm soát nhiệt độ, điều khiển điều hòa, quạt điện, nhóm hệ thống giải trí, điều khiển máy thu hình, hệ thống thu thanh, âm thanh, nhóm hệ thống điều khiển các thiết bị gia dụng, điều khiển tủ lạnh, máy giặt, v.v. Câu hỏi thứ 1, ngôi nhà thông minh được trang bị hệ thống điều khiển tự động hay bán tự động cho các thiết bị gia đình, em đồng ý với điểm nào trong hai điểm sau đây và giải thích? A. Là chỉ những ngôi nhà xây dựng mới từ đầu mới có lắp đặt được thiết bị điều khiển tự động thông minh. B. Một ngôi nhà đang được sử dụng vẫn có thể lắp đặt hệ thống điều khiển thông minh cho các thiết bị trong ngôi nhà để trở thành một ngôi nhà thông minh. Chúng ta chọn đáp án nào? Hãy bình luận ngay bên dưới video. Chuyên mục khám phá. Chúng ta quan sát hình 3.1 và cho biết biện pháp an ninh và tiết kiệm năng lượng trong ngôi nhà thông minh được thể hiện như thế nào. Đây là hình 3.1 với các hệ thống thiết bị an ninh an toàn của ngôi nhà thông minh, như là hệ thống kiểm soát nhiệt độ, hệ thống chiếu sáng thông minh, hệ thống giám sát camera an ninh, rồi hệ thống năng lượng mặt trời, hệ thống điều khiển tủ lạnh, là hệ thống giải trí thông minh. Chương 1 luyện tập. Trước hết chúng ta tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của ngôi nhà thông minh. Ngôi nhà thông minh trước hết được nhận lệnh, sau đó qua một hệ thống xử lý và chấp hành thực hiện mệnh lệnh. Các hệ thống trong ngôi nhà thông minh thường hoạt động dựa trên nguyên lý như sau. Thế là lệnh điều khiển thông qua tin nhắn này, giọng nói, điều khiển từ xa, vân vân, được thu nhận bởi thiết bị nhận lệnh sẽ được truyền đến bộ phận xử lý. Sau khi xử lý thì thông tin sẽ được truyền tới bộ phận chấp hành để điều khiển các thiết bị trong ngôi nhà như cửa, rèm, thiết bị điện, vân vân. Như chương một liên tập sẽ là có nội dung như sau. Những mô tả trong bảng dưới đây tương ứng với hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh? Ở một vài nơi trong ngôi nhà, đèn tự động bật lên khi trời tối, tắt đi khi trời sáng. Vậy thì với mô tả này thì nó thuộc hệ thống nào? Ra là có màn hình cho biết hình ảnh của người khách đang đứng ở bên ngoài cửa. Vậy đây là thuộc hệ thống nào? Hệ thống thông minh gì? Thứ ba là đèn tự động bật lên và chuông tự động kêu khi có người lạ di chuyển trong nhà. Đây là thuộc hệ thống gì? Máy thu hình tự động mở kênh truyền hình yêu thích, đó là thuộc hệ thống nào? Đặc điểm mô tả nó là người đi đến đâu, hệ thống đèn tương ứng tự bật
để chiếu sáng. Thì hệ thống này là hệ thống gì? Và trước khi có người về nhà, nhiệt độ trong phòng giảm xuống cho đủ mát. Đây là thuộc hệ thống nào? Để trả lời câu hỏi, chúng ta hãy bình luận ngay bên dưới video. Hãy chọn những đáp án chính xác thuộc về hệ thống an ninh an toàn trong các hệ thống sau đây. Hệ thống nhất là điều khiển camera, thứ hai là điều khiển điều hòa nhiệt độ, thứ ba là điều khiển rèm, tiếp theo là điều khiển máy giặt, điều khiển lò vi sóng, điều khiển bóng đèn, điều khiển hệ thống âm thanh, điều khiển khóa cửa, điều khiển tivi, điều khiển bình nóng lạnh, điều khiển thiết bị báo cháy, điều khiển hệ thống quạt. Thì trong cái hệ thống này, đâu là hệ thống an ninh an toàn? Hãy trả lời bằng cách bình luận ngay bên dưới video. Câu tiếp theo, câu 2B. Hãy chọn những đáp án chính xác thuộc về hệ thống chiếu sáng. Thì trong những hệ thống sau đây, hệ thống nào là hệ thống chiếu sáng? Chúng ta hãy bình luận ngay bên dưới video. Câu C. Hãy chọn những đáp án chính xác thuộc về hệ thống kiểm soát nhiệt độ. Trong số hệ thống này, hệ thống nào là kiểm soát nhiệt độ? Hãy bình luận ngay bên dưới video. Câu D, 2D. Hệ thống nào thuộc hệ thống giải trí thông minh? Trong số hệ thống này thì hệ thống nào thuộc hệ giải trí thông minh? Hãy bình luận ngay bên dưới video. Và trong số hệ thống này thì hệ thống nào thuộc điều khiển thiết bị gia dụng? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và đáp án sẽ là như hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng, đó là điều khiển lò vi sóng, điều khiển máy bình nóng lạnh. Câu số 3. Trong ngôi nhà thông minh, người ta thường lắp các cảm biến để điều khiển các hệ thống trong ngôi nhà, gồm có cảm biến mở cửa để thông báo cho người mở cửa hoặc báo động khi có đột nhập trái phép. Thứ hai là cảm biến chuyển động, điều khiển thiết bị khác khi phát hiện ra các chuyển động. Cảm biến khói, báo động khi có hỏa hoạn. Cảm biến khí ga, báo động khi có rò rỉ khí ga trong nhà. Cảm biến nhiệt độ, điều khiển nhiệt không khí trong ngôi nhà. Về cảm biến ánh sáng, bật tắt đèn khi trời tối. Nhà trong ngôi nhà thông minh sẽ lắp đặt các hệ thống điều khiển, hệ thống cảm biến để điều khiển ngôi nhà thông minh. Chuyên mục kết nối năng lực. Chúng ta hãy đọc sách, báo hay truy cập internet để tìm hiểu thêm thông tin về ngôi nhà thông minh, gọi là smart home. Smart home, ngôi nhà thông minh. Các thiết bị trong ngôi nhà thông minh có thể được điều khiển từ xa qua các ứng dụng của được cài đặt trên thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet. Các hệ thống, các thiết bị thông minh trong ngôi nhà có thể hoạt động dựa trên thói quen của người sử dụng, ví dụ minh họa. Trong hình 3.2 này, hệ thống trong ngôi nhà thông minh gồm có là hệ thống năng lượng mặt trời sẽ giúp tiết kiệm được năng lượng. Hệ thống thứ hai là kết nối internet với các thiết bị trong ngôi nhà thông minh có thể điều khiển mọi nơi qua máy tính bảng hay điện thoại. Là các chương trình TV, truyền hình, hệ thống âm thanh sẽ tự động bật lên các chương trình theo thói quen của người dùng trong gia đình, gia chủ. Hoặc là tủ lạnh có thể tự động gửi tin nhắn cho chủ nhà để thông báo về tình trạng thực phẩm trong tủ lạnh còn hay hết, hư hỏng, v.v. Thứ hai là hệ thống an ninh an toàn ngôi nhà thông minh. Trong ngôi nhà thông minh, các thiết bị được lắp đặt sẽ giúp cảnh báo tới chủ nhà các tình huống gây mất an ninh an toàn như có người lạ đột nhập, quên đóng cửa, hay là những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra. Các hình thức báo động có thể là đèn báo, chuông báo, tin nhắn hoặc là cuộc gọi tự động tới chủ nhà. Vậy tự động là gì? Tự động là khả năng hoạt động mà không cần con người thường xuyên điều khiển. Ý nghĩa nữa của ngôi nhà thông minh đó là tiết kiệm năng lượng. Tiết kiệm năng lượng này, các thiết bị công nghệ sẽ được điều khiển, giám sát việc sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng
trong ngôi nhà, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, ngôi nhà thông minh có xu hướng được thiết kế nhằm tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như gió, năng lượng mặt trời, giúp cho ngôi nhà vừa tiết kiệm năng lượng vừa thân thiện với môi trường. Vậy câu hỏi số 4, hãy nói những đáp án mô tả với cột đặc điểm sao cho phù hợp. Mô tả là: mô tả thứ nhất là mỗi buổi sáng Nam thức dậy, chiếc rèm cửa tự động kéo ra và đang ngủ trong phòng dần tắt. Mô tả thứ hai là những thiết bị thông minh được lắp đặt sẽ phát hiện chuyển động con người để tự động bật hay điều khiển nhiệt độ, hướng gió, các thiết bị như bóng đèn, điều hòa nhiệt độ. Mô tả thứ ba là một số thiết bị nhà bếp, tủ lạnh, lò vi sóng có thể được vận hành thông qua điện thoại di động. Mô tả thứ bốn, khóa trong phòng bếp ngay lập tức chuông báo động vang lên. Hãy trả lời bình luận ngay bên dưới video. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình. Nhận sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là gì? Sẽ được hiểu là sử dụng năng lượng đúng cách, đúng chỗ, đúng lúc, sử dụng ít năng lượng mà vẫn đảm bảo được nhu cầu. Tiết kiệm năng lượng hiệu quả sẽ góp phần tiết kiệm chi phí cho gia đình, bảo vệ môi trường. Để tiết kiệm năng lượng cần chú ý những điểm sau. Thứ nhất là thiết kế nhà phải đảm bảo tính thông thoáng, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên. Hai, sử dụng các vật liệu có khả năng cách nhiệt tốt. Thứ ba, lựa chọn các thiết bị đồ dùng tiết kiệm năng lượng. Thứ tư là sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Thứ năm là sử dụng các thiết bị đồ dùng đúng cách, tiết kiệm năng lượng. Và đây có câu hỏi số 5, quan sát các biểu tượng trong hình dưới đây và cho biết ngôi nhà thông minh này có thể được lắp đặt hệ thống nào. Cái biểu tượng khóa cửa nè, rồi đây là biểu tượng camera, là biểu tượng máy lạnh, đèn, đây có biểu tượng là nguy hiểm nè, có thể hiểu là nguy hiểm nè, bình nước nóng nè, bình nóng là nhiệt độ nè, vòi tắm nè, rồi đây là nhà kho, một nhà. Chuyên mục liên tập chỉ ra những biểu hiện sử dụng năng lượng chưa tiết kiệm trong gia đình em và đề xuất những việc làm cụ thể để sử dụng năng lượng trong gia đình em sao cho tiết kiệm. Để trả lời cái này, nội dung này, chúng ta hãy bình luận ngay bên dưới video. Chuyên mục vận dụng. Vận dụng 1. Bạn Huy nói nhà thông minh biết con người đang ở đâu trong ngôi nhà để bật hoặc là tắt điện, như thế là thật là tiết kiệm. Và bạn Lan đang nói nhà thông minh lắp đặt rất nhiều các thiết bị điều khiển đồ dùng sử dụng năng lượng điện, như vậy thật sự không tiết kiệm. Và trong hai ý kiến của bạn Lan và bạn Huy thì nhận xét của em về ý kiến trên. Vận dụng thứ hai, nếu lắp đặt các thiết bị hệ thống thông minh trong ngôi nhà của mình thì sẽ lắp đặt như những hệ thống gì, và giải thích sự lựa chọn của em. Trong ngôi nhà của em thì nên lắp đặt những thiết bị thông minh nào và giải thích về sự lựa chọn đó. Hãy bình luận ngay bên dưới video. Câu hỏi số 6, em hãy liệt kê một số giải pháp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong gia đình thuộc các nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là ý thức con người, kiến trúc và xây dựng nhà ở, giải pháp về sử dụng năng lượng tự nhiên. Các em hãy để lại bình luận ngay bên dưới video. Và sau khi xem xong video này, các em có đặt những câu hỏi vấn đề nào về bài, hãy bình luận ngay bên dưới video này. Và chúng ta có xem một video tiếp theo, đó là bài giới thiệu bài số 4, thực phẩm và dinh dưỡng. Đừng quên bấm đăng ký, subscribe, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video đăng tải mới tiếp theo. Nhấn like, thích video này và share, là chia sẻ video này với mọi người. Và bài giảng đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bài giảng tiếp theo.